Xin chào các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 11 tháng 6, phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Bản tin hôm nay có những thông tin sau: tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai đề án 06, lãnh đạo tỉnh thăm hai cán bộ công an bị thương khi truy bắt tội phạm, trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp để xuất khẩu, Đức Cơ đến năm 2025 100% cán bộ quản lý tác nghiệp trên môi trường số, Gia Lai không tổ chức thi lại môn ngữ văn chuyên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, phát hiện Sở Nội vụ Gia Lai chi sai hơn 10,8 tỷ đồng. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện việc tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai đề án 06 và đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo chỉ thị số 18. Đối với 23 nhiệm vụ chỉ đạo tại công văn 452, các bộ ngành đã hoàn thành 1/8 nhiệm vụ chung và 11/15 nhiệm vụ cụ thể. Đáng chú ý như về hoàn thiện thể chế, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 3 luật, ban hành 3 nghị định về cải cách thủ tục hành chính đã đơn giản hóa, 763 trên 1.084 thủ tục hành chính được giao tại 19 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ đạt 70%, trong đó có 7 trên 19 bộ ngành đã thực hiện 100% phương án đơn giản hóa. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mức giảm 50-80% đối với 8 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2025. 62 trên 63 địa phương ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân miễn giảm phí, lệ phí. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã cung cấp 4.510 dịch vụ công trực tuyến, chiếm 71,7% tổng số 6.287 thủ tục hành chính. Trong đó có 3.688 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip và thu nhận trên 75,16 triệu hồ sơ định danh điện tử. Kích hoạt trên 53,88 triệu tài khoản, tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 71,68%. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương các bộ ngành địa phương nỗ lực đạt nhiều kết quả trong thực hiện đề án 06. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới cần chỉ đạo quyết liệt, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập để xử lý hiệu quả. Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, lãnh đạo các bộ ngành địa phương cần quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, làm trung tâm trong thực hiện đề án 06. Ngày 10 tháng 6, đồng chí Ra Đăng Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dẫn đầu hai đoàn công tác đến thăm hỏi động viên hai cán bộ công an bị thương khi truy bắt tội phạm. Theo đó, hai đoàn công tác của tỉnh đã đến Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai thăm Trung tá Trương Công Cường và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ra Đăng Chung và Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm hỏi, động viên và ghi nhận tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của hai cán bộ công an. Đồng thời mong muốn hai cán bộ tích cực điều trị, sớm bình phục để trở lại đơn vị công tác. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với thân nhân hai cán bộ bị thương. Phó Bí thư Tỉnh ủy Ra Đăng Chung và Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Công an tỉnh, các sở ngành liên quan phối hợp với bệnh viện tập trung nhân lực, trang thiết bị để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho hai cán bộ bị thương. Công an tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến của các cá nhân trong việc đấu tranh, trấn áp tội phạm. Nhiều nông dân ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã đầu tư trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp để xuất khẩu chính ngạch ra thị trường thế giới. Hướng đi đúng đắn này đang mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân. Huyện Chư Prông hiện có khoảng 1.200 hecta sầu riêng, trong đó diện tích kinh doanh khoảng 710 hecta, năng suất đạt 14,8 tấn trên hecta, sản lượng gần 11.000 tấn trên năm. Trên địa bàn huyện cũng đã được cấp 8 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích khoảng 160 hecta, tập trung tại thị trấn Chư Prông và các xã Gia Bang, Gia Phìn, Gia Cơ Ly, Hợp tác xã Minh Phát Farm, thị trấn Chư Prông và Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Crong Park, tỉnh Đắk Lắk đã ký kết hợp tác xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc. Theo hợp đồng ký kết, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Crong Park sẽ phối hợp để hướng dẫn kỹ thuật thu mua và xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Vụ thu hoạch năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Crong Park sẽ thu mua khoảng 900 tấn sầu riêng, trong đó 700 tấn thu mua tại Chư Prông và 200 tấn thu mua tại Chư Pả. Hợp tác xã Minh Phát Farm có 25 thành viên trồng 30 hecta sầu riêng theo hướng Việt Gáp. Toàn bộ diện tích này đã xây dựng mã vùng trồng từ năm 2022.
việc hợp tác xuất khẩu sẽ mở ra cơ hội để phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng, nâng cao thu nhập cho nông dân. Ngoài hợp tác xã Minh Phát Farm, trên địa bàn huyện Chư Prong còn có một công ty thu mua và xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Điều này sẽ giúp người dân bán được hàng với giá tốt qua việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ vừa ban hành kế hoạch số 09 về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện Đức Cơ phấn đấu đến năm 2025, 100% các cơ quan quản lý thực hiện chương trình từ cấp huyện đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực truyền thông và giám sát. 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp v.v. Chương trình được thực hiện trên môi trường số, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống. 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số, máy tính, điện thoại thông minh, v.v. Đồng thời phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp quản lý thực hiện chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về kỹ thuật số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số. Các cơ quan quản lý tổ chức thực hiện chương trình được đảm bảo hạ tầng, trang bị vận hành phòng họp trực tuyến, có ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn được triển khai trên môi trường số. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, sau khi nhận được thông tin sai sót liên quan đến đề thi môn ngữ văn chuyên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, Sở Giáo dục Đào tạo đã triệu tập các giáo viên trong tổ ra đề của môn thi này vào sáng ngày 9 tháng 6 để xác minh, làm rõ vấn đề mà báo chí và các phương tiện truyền thông đã phản ánh. Qua rà soát các khâu của quá trình xây dựng đề thi, tổ ra đề cho biết đã mắc sai sót ở khâu sử dụng ngữ liệu. Cụ thể, tổ đã sử dụng ngữ liệu được trích dẫn từ bài tham luận của nhà văn Nguyễn Quang Thiều phát biểu trong hội thảo Thơ Đông Á trong thời đại toàn cầu hóa tại Manhi, Hàn Quốc. Ở khâu soạn thảo, giáo viên ra đề đã trích dẫn sai cụm từ lúa vàng gạo trắng trong nguyên tác thành cụm từ lúa gạo vàng trắng như đề thi. Trong khâu phản biện, giáo viên phản biện đề thi cũng đã mắc lỗi đọc theo, tư duy quán tính nên không phát hiện ra lỗi sai trật tự của các từ trong phần trích dẫn đề thi. Về tác động của lỗi sai trong đề thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cho hay, tổ ra đề thi đã rà soát lại đáp án và hướng dẫn chấm bài thi theo từng phần điểm nhỏ. Qua đó xác định sai sót nêu trên ảnh hưởng đến khoảng 0,5 điểm so với tổng số điểm 10 của toàn bài thi nói chung chiếm 5% và 0,5% trên 5 điểm của toàn câu hỏi nói riêng chiếm 10%. Với tỷ lệ này, đề thi vẫn đảm bảo tương đối các yêu cầu cho việc phân loại lựa chọn thí sinh trúng tuyển và không phải tổ chức thi lại đối với môn thi này. Đối với sai sót về ngữ liệu trong đề thi, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo hội đồng chấm thi trong ngày 10 tháng 6 tổ chức cho tổ chấm môn ngữ văn chuyên thảo luận tập thể để thống nhất phương án chấm, sao cho đảm bảo tính công bằng, khách quan, nhất là quyền lợi của thí sinh và lựa chọn được những thí sinh có năng lực tốt nhất vào học các lớp chuyên ngữ văn. Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành kết luận thanh tra số 06 về việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ. Theo đó, qua công tác thanh tra phát hiện đơn vị này đã chi sai hơn 10,8 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh xác định lãnh đạo và kế toán Sở Nội vụ chi thanh toán một số nhiệm vụ không đúng quy định, quyết toán sai kinh phí dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính với tổng số tiền hơn 963 triệu đồng. Tại Ban Tôn giáo, dù chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét việc sử dụng ngân sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhưng Ban Tôn giáo vẫn lập dự toán để chi. Sở Tài chính vẫn thông báo dự toán chi ngân sách, dẫn đến Sở Nội vụ phê duyệt quyết toán gây thất thoát hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Tôn giáo tỉnh dùng kinh phí không tự chủ để tự ý chi cho các nội dung chi, mức chi không có quy định của nhà nước, gây thất thoát cho ngân sách hơn 8,35 tỷ đồng. Trách nhiệm chính thuộc về Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm trưởng Ban Tôn giáo, Phó trưởng Ban Tôn giáo và kế toán. Như vậy, qua công tác thanh tra việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ từ năm 2020 đến 2023, thanh tra tỉnh phát hiện số tiền chi sai quy định là hơn 10,8 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Nội vụ làm rõ trách nhiệm và tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm của các phòng ban cá nhân có liên quan vì để xảy ra sai phạm. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm hơn 963 triệu đồng. Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm trưởng Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm hơn 8,3 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước khi có quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 12 tháng 6.